thì mới quả hồ gì ra đây. Dì đang nấu cơm cái này nó ôm về hả, nó đè gì hả đó, như vậy rồi sao ở được hả? Ôm hót là sao? Thì ôm đè hãm hiếp mình vậy đó. Cái gì đó vậy đó. Bà đi cờ không cờ không đi thì đi bạc, đi lẹ thì nó té. Nước này chắc nước mưa hay gì đó. Lo không có nhà đúng không? Tắm rửa rồi mình tắm rửa giữa trời rồi vô trong nhà thay hả? Mẹ khổ lắm. Tắm rửa rồi thay đi luôn hả? Đừng ngay nhà đâu. Nhà thay lên nhà đây giống của Hu Cha đó, không có gì. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quốc lộ 63 thuộc tỉnh Hậu Giang. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một hoàn cảnh khá là đặc biệt, khi mà đây là một cái bụi chuối nè. Và không biết vì sao cô này lại chọn một cái nơi sinh sống ở trong cái bụi chuối này. Và mình hỏi sơ sơ mới biết cô bác quý anh chị, thì cô này do một cái ngôi nhà mục nát hay là như thế nào đó mà cô dọn ra đây sống cũng khá là lâu luôn rồi. Và đây là một cái bụi chuối rất khá là âm u hay cô bác quý anh chị. Thấy đằng sau cái bụi chuối này á là một cái tấm bạc màu xanh nè, lấp ló, và sau lửa đó là một cái mùng và một cái chổng ở trên một cái nền đất ha. Không biết thì sống như thế này thì mưa gió và sinh hoạt như thế nào ha anh Mộc Đồng ha. Chắc là có lẽ mưa thì anh thấy là tạt là có tạt rồi đó. Nhưng mà bà vẫn sống ở đây thì nguyên nhân cái nhà của bà thì như thế nào thì có lẽ chút xíu mình phải hỏi bà để hiểu ha. Một người tuổi cao sức yếu mà lại phụ nữ nữa sống ở đây á, không có màn che nè, không có cửa, không có rào chắn gì á, thì đó là một điều khá là nguy hiểm ha. Nguy hiểm tại vì bây giờ thì ban ngày thì nó bình thường, tối thì nguy hiểm về gió nè, về mưa tạt gió lùa và kể cả những cái nguy hiểm đe dọa khác nữa. Để hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng ở đây với lại Bùi Hồ cũng như là anh Một Đồng ha. Ồ, hình như là có con của cô nè. Dạ con chào bà. Con chào bà. Chào chị ha. Chào chị. Con nghe cậu thứ mấy? Dạ con, tụi con kêu tụi con là tên Hồ với lại tên Đồng được rồi. Tên Hồ Đồng, trời tên đẹp quá ha. Anh này tên Đồng. Hồ con là biển lầy la lá nghe. Biển Hồ la lá. Còn Đồng là vàng nghe, Đồng là đồng vàng đó. Con qua đó ngồi đi cô, ngồi trên ghế nó im hơn không hay là ngồi đây? Ngồi đây cũng được mà. Dạ. Cô là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 76 rồi em. 76 rồi. Tết này nó 77. Con không hiểu là tại sao là cô lại sống ở trong cái tấm bạc rất là tạm bợ như thế này đó. Bởi vì ở trong chổng để chị nói hết cái tình cảnh gì cho con nghe. Ở chổng có mình nên hả? Còn người này lại ôm hót, người kia lại ôm hót. Rồi vì thấy nói ra thì nó ở tù thiệt, nhưng mà con mình nó quánh người ta thì quánh qua quánh lại thì thấy gây cấn nhau quá à. Rồi dì mới nói với vợ ông đó, rồi dì mới quả hồ dì ra đây. Dì đang nấu cơm cái này nó ôm về hả, nó đè gì hả đó, như vậy rồi sao ở được hả? Ôm hót là sao? Thì ôm đè hãm hiếp mình vậy đó. Cái gì? Vậy đó. Tôi không có nói dốc, nói đây rồi cậu hỏi cậu bên tiệm đó coi. Trời ơi. Đè mình. Cô 76 tuổi mà ông đó bao nhiêu tuổi mà đang ông đó có năm mấy, 60 gì à, năm mấy à, 60 à. Mà làm hai lần như vậy vì mấy quản hồn gì ra đây chứ không ngu gì mình ra đây ở nhà chẳng. Tại sao cô không báo với chính quyền địa phương? Rồi nói thì sợ bắt ông bỏ tù thì gây ra con mình đồ, nó làm con ông trả thù con mình. Anh tử ra gì mới khổ ra đây cho chầu ở mà nhà chống nó banh nữa. Rồi chồng của cô đâu? Chồng của cô chết lâu lắm rồi, cô chết mười mấy năm rồi. Cô có mấy người con? Hai người con, cái này dâu thứ ba nè. Con gái thứ hai đi bằng ở trên Đồng Nai á. Nó cũng có lúc nó gửi về cho được 500 triệu gì hà, chứ không có tiền, bởi vì nó cũng mất nuôi con nó đó. Còn nhà của cô trong đó là ở không được nữa? Gắt, nhà bể, còn im không? Bể chân rồi. Trên người ta cũng cho lợp bít lô đó, rồi ta cho rồi lợp vỏ bánh hết trơn rồi. Bây giờ còn để ba cái đồ cũ đó, ta cho đồ cũ rồi bỏ trong nhóc. Có nghĩa là vẫn có cái nền đất nhưng mà nhà gắt hết à, đang nấu nhà cơm thì ông rồi. Ông yêu cô xanh kia ông mới bay lại ôm cô sàm sỡ nham nhở vậy đó, nham nhở cô. Trời ơi, thì đâu mà biến thái như vậy? Thì bởi vậy quái quanh lắm, bởi vậy gì mới ra đây. Ra đây mới cắt cái chòi ở đây, có người ta, nó đâu có dám làm gì vậy.
đó, rồi gì đó thì nấu cơm không có bếp, không mua được cái lò nấu nữa, nấu bằng cái bếp vậy đó, cho dâu con đồ nó dễ nấu ăn vậy đó. Trời ơi gì khổ lắm, cấp đó gì tính nói ra, nói ra thì con gì quấn chết à, thằng này nó dữ lắm, nó cũng không hiền đâu, nhưng mà má nó quấn chết rồi, quấn rồi cái gầy cha con của nó thụ cái nó làm con mình ở không được nữa, nó làm này cái kia nọ, nó gây thù ra đó cưng, nên từ cái chỗ đó mà gì phải cắn răng để bóp cái tim nhỏ lại để mà gán chịu đựng thời gian. Rồi con của cô là không có ở gần đây sao? Đi mặn rồi, ở gần, ở đi mặn ở ở đâu con? Ở Long An à? Ở em Long An á, đi mặn ngày chánh á, mặn cho anh ta. Thì cô ở nhà có mình à? Ở đây với dâu nó mới về đây thôi, chứ ở nhà có mình Mẫu Kha. Ở nhà từ dâu ép kia có mình Mẫu Kha. Trời ơi là trời, ham muốn gì mấy chuyện đó anh đâu? Bởi vậy mới nói, bởi vậy con người người về người khác, bởi vậy nói với con đâu phải một người ba bốn người đâu mà một ý, một người một ý mới thành ra cái chuyện vậy đó. Vì nói hết cho con nghe hoàn cảnh của gì vậy đó, chứ không phải đừng không mà ra đây cất chòi ở ở trong nhà gách đi nữa, cũng vì che tấm bạc lên và che phía trong rồi cho nước nó dồn xuống đó cái ở à. Cái căn nhà ở trong thì cũng bằng tấm bạc luôn, ở tấm bạc luôn, cũng che tấm bạc luôn, cũng che tấm bạc luôn. Chứ tấm bạc ở trong rồi, bây giờ tấm bạc nó cũng gách rồi, nó vào ngay cũng gách rồi. Tấm này là tấm cao su trắng này nè. Con nói thiệt á, cái câu chuyện của cô là nó ngoài lợi nhất trong cái câu chuyện của mấy anh em từng gặp luôn á. Dạ, có người thì dựng cái tấm bạc vì không có nhà ở. Có người là dựng cái tấm bạc á, nó theo kiểu là dựng tạm trên nhà nền nhà cũ, còn cô có nhà bây giờ không về ra đường này dựng tấm bạc. Mà con thấy là điện chằng chập ở ngoài sau á, thì điện nó là ở đâu? Hả? điện là đường đó, điện ở trong nhà mình nè, không có điện vô chỗ con ơi, không đang xài điện nè, là điện ở đâu? bên đó người ta câu qua cho kéo nhà qua ha, kéo có đuôi nữa, trả tiền mình rồi. hùng tiền vô đóng cho người ta. Cái nền này của ai? Của em của cái cậu đó, em của cậu ấy đó, cậu út, cậu này thứ út rồi ra hỏi thì nó cho ở à. Dạ, chỉ dựng tạm vậy thôi. Nhưng mà qua năm nó đuổi rồi. Mưa gió là sao? Gió mưa thì gác ở gì rồi tạt thì mình che, rồi mình hết mưa mình ngủ, rồi mưa thì ngồi. Dạ. Có gì đâu, mưa thì ngồi. Nó tạt ở đâu cô? Nó tạt qua đây, tạt qua nè. Hồi cô lúc đã... trước thì tạt bên đó, bên đây tạt, bên bây giờ tạt đây. Tạt bên đây ha. Tạt không mấy thì tạt ở bên đây. Hôm nay bây giờ tạt trên gió là gió bắc nè. Gió bắc kì giờ tạt bên đây rồi đó cậu. Cô là ban ngày thì cô ở đây rồi tối ngủ ở đâu? Ngủ đây luôn à cậu ơi. Ngủ trên tấm giường này luôn. Giường này người ta cũng mới cho đó, ta đem lại ta cho đó. Ở đó ngủ đất không à. Dạ. Người ta thấy vất vả quá ta đem lại ta cho gì đó. Dạ. Cũng từ thiện. Từ thiện mà ở ấp này nè, ta cho cái vạt này, nói đầu người ta cho, nói mình nói cho đời có tình có nghĩa. Chứ mình cái gì người ta cũng cho không à. Ta thấy mình không có ta đem lại ta cho. Cho gì chị gì năm bộ đồ cũ nè, cho năm cái này, cho cái giường nè đó vậy đó. Chị là thứ năm gì á? Gì thứ ba? Gì thứ ba hả? Sao kìm ta kêu gì năm? Đâu có gì năm là bà kia. Gì thứ ba là tên Nguyễn Thị Tiết Hoa. Rồi ai dựng cái chòi này cho gì ba? Mượn ta dựng, mượn ta làm. Tốn hết nhiêu tiền? Cái này tốn có vài trăm mà con ơi, đâu có nhiêu đâu, ghê ghê à. Cái bạc này đâu có nhiêu, tại vì cái giường cũng đã cho mà. Cái giường này cũng cho nè, ở chổng cái bộ ngựa người ta cũng cho bộ mấy miếng dán đó, ta cho dán lại đâu lại bộ ngựa rồi ngủ. Cái ta thấy con nhỏ này về, tôi thấy nó có con tôi để lên ngủ. Cái ta thấy tôi ngủ vất vả, ta đem lên cho cái giường. Là vậy đó. Cho đó. Bây giờ đi vô trong đi gì ba. Cho vô. Con tham quan cái căn nhà của cô gì ba. Vô. Ở trong này là cái buồng hay sao? Không có, ở giường vậy chứ không có buồng, cứ giường vậy không có giường cho nó kín vậy mà. Dựng cho nó kín nè, đừng có gió vô vậy, hôm đó gió này gió qua nè cưng. Vì ba bệnh gì mà con cái phải vậy? Vì nhức cái đầu. Vì bữa hổm gì té xe đó con. Té xe nặng lắm mà gì xe con. Xe đâu cờ té? Đây nè, qua đây nè. Qua bên nhà đó đó. Xe mũi cái trước nó quẹt coi gì ba đó. Dạ. Nó quẹt. Đó, vậy đó. Ba đi cờ không cờ không. Đi thì đi lẻ thì nó té. Nước này chắc nước mưa hay vậy. Đó. Ừ. Đó. Trời ơi. Nè, ta cho dán nè con. Ta cho dán nè, đâu lại nè ở nè. Cái thấy dâu về cho ở, cái ta thấy ngủ đất ta cho bộ giặt. À con hiểu rồi, dâu của dì ba về đây ở. À. Rồi sau đó dì nhường cái chỗ ở cho con dâu với lại cháu.
13 gà trước nằm ở dưới đất. Nằm dưới đất. Rồi sau đó là mới cho thêm bộ vàng. Mới cho đó con. Chị ơi, chị ẵm bé vô đây với, ngồi tâm sự đi. Ngồi đây nè con, vô đây nè con. Ngồi với lại mẹ đi. Rồi con dâu gì về bao lâu rồi? Dâu về mới mấy ngày con ơi. Điện nghe hả? Bật đèn lên sáng chút được không dì ba? Được, có đèn sáng, có đèn sáng. Có nghĩa là chứng tỏ là dì ba cũng ở khá là lâu rồi mọi người. Vô đây nè con, ngồi đây nè cho cậu nói chuyện. Con dâu thứ mấy? Có là thứ ba, có hai đứa à. Còn thứ hai? Còn thứ hai gái đi mặn Đồng Nai, nó có chồng, nó có theo chồng nó rồi. Dì ba nói là dì ba quyết định vô đây ở, có thông báo cho con của mình biết không? Có, nó biết. Biết rồi, con có phản ứng gì không? Nó phản ứng, nó biểu mẹ về chồng ở đi. Tôi nói mày không biết hoàn cảnh, cái rồi tôi nói hoàn cảnh vậy, cái nó thôi nè mẹ ở đây, con về con tới lui với mẹ. Lâu lâu nó về chứ nó có chồng rồi, dễ gì nó về đâu quay cưng ơi. Dạ. Ông em đây nè con, nghe nói gì không? Cha điện, cha điện, để cho cha điện tí xíu đi. Cha nó điện. Dạ. Là cha nó điện gì à? Vô đi, cái chuyện thôi, đó để nói sao. Vậy ngồi đi, ngồi đi, không ta sao. Ta để lâu rồi. Rồi ở đây là điện là truyền hồi đó giờ luôn. Rồi dì ba làm gì để có tiền trả tiền điện cho người ta? Cái bà Bảy Vinh cho. Bà Bảy Vinh nói, ông đóng bao nhiêu ông nói đi. Chứ ông đừng rút điện bà ngàn. Ông rút điện bà chết, tội nghiệp bà, bằng đêm bà không mò, bà không thấy đường, bà nó uống thuốc, uống đồ, tội nghiệp bà cho tiền đóng điện. Bà Bảy á, Bảy cái quán quán đó. Bà Bảy nó thì đỡ lắm, bà có ruộng có đồ bà đỡ lắm. Bà thương gì lắm, dắt cho hồi nãy đó. Bà quậy ly cà phê sữa đá, bà đem qua rồi. Bà nói uống đi chị ba ơi, đừng có đi qua đi lợi té chết. Bị bà thấy tôi té xe giờ bà sợ. Thấy dâu về rồi, không có chỗ ở rồi, cho nó ở đây rồi. Thấy vậy người ta cho cái chổng đó. Dâu gì về mấy tháng rồi? Dâu về cũng mới đây hả? Mới về kỳ trước lần rồi về kỳ này lần. Là dì ba nhớ lâu mấy tháng không? Không, nó về mới cái tháng ngoài đấy hả? Dạ. Vậy là cái giường cũng mới cho đây thôi. Mới cho đây thôi. Mới cho mới ghép. Mấy cây này khá là tạm bỡ thứ thì bằng tre. Tre không à, với cây tạm không à. Cây không có chạm mà cây đơn sơ vậy à. Đó. Rồi có đứa cháu nó một lần nó cũng bị vất vả, nó không đói khổ, nó cũng về nó ở tạm đó. Ôi trời ơi. Đó tạm ở ngoài đó, ở chỗ đó nữa đó. Ở chỗ đó nữa đó con, ở chỗ đó đó. Thật ra là một cái trại như thế này ngoài ba người, ba bốn người ở đó. Rồi giờ nó đi làm với thằng con gì rồi đó, vậy đó ở đó đó nè, tấm thiết thôi. Cho ở đó đó, có thể là có người cũng lẻn vô đường này giờ vẫn vô được bình thường. Nhưng mà anh thấy không, cột những cái dây giải đồ khá là tạm bờ luôn á. Dây giải không à cưng ơi. Dạ. Xe áo cột không đó. Cái này là cái gì hả? Cái này hả? Cái thầu quần áo nè. Ôi trời ơi, quần áo đứng kế bên nãy giờ không hay luôn á. Đầu quần áo vậy đó. Rồi sao quần áo vậy, rồi mưa rồi sao? Không ướt con ơi, vậy mà không ướt. Bị che cái tấm cái suông nó dính lên trên. Rồi mưa ấy con nói nước nó có bao giờ nó động lại không? Có đi trộn vô đây đầy nước luôn. Động rồi, lại với nước này luôn. Động nước luôn, cái rồi nước khô ở nước hết mưa cái nó rút hết. Vậy. Trời ơi, có con cuốn con nữa kìa. Có con đó. Này ăn cơm gì ba? Ăn cơm với cá chiên, cá mua bà Bảy bên đó cho cá chê nhỏ nhỏ đó. Rồi cái muối chiên. Kho. Nó kho hả, nó muối gì không biết. Kho chưa gì ăn cơm con. Hay sao? Chưa ăn con. Nay gần 3 giờ rồi. Chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm. Với lại canh bí. Canh bí. Nhưng mà cũng khá là sạch sẽ ha. Bí người ta cũng cho đó con ơi. Rồi nồi điện đó thì bà đó bển cho luôn, bà mua nó cho luôn. Mua cái gì bà cũng cho hết trơn á. Rồi bây giờ ở ngoài này vậy á, rồi thấy tuổi dữ không dì ba? Thì chịu chứ làm sao con. Mình khổ thì mình chịu, chứ không có than với ai hết á. Khổ thì chịu. Đứa con dâu của dì ba với lại con ruột á. Thì mỗi tháng gửi cho dì ba được nhiêu? Thì có khi nó gửi được 1 triệu, có khi gửi 500 à. Tháng nào cũng vậy, cũng có tiền ha. Tháng nào cũng cho vậy đó. Mà có khi nó mặn được không được, nó cũng không cho đồng nào. Thấy cũng có hiếu vậy cũng được rồi. Rồi ở đây dì ba có lo việc mà dì ba đã từng bị cái việc mà một anh nào đó, ông nào đó, ông dở trò gọi là sàm sỡ đó. Thì sống ở nơi mà nó không có cửa nẻo như thế này nè. Không có đâu, không dám đâu. Ở đây thì tôi la lên là bà Bảy, ông Bảy qua liền. Ông Bảy qua liền, ông nói
Tôi đem nạn nhân thun qua tôi bắn, cái tôi không bắn súng mà tôi bắn nạn nhân thun không à. Đó nạn thun có để trước cái kìa chị nha, có gì chị bắn nó nha. Ừ, có khi Dương là chị lấy ra đạn keo bắn nó nha. Ông đem nạn keo, đem nạn thun đến trước à. Rồi ông cũng có một cái, ông nói miệng ông qua không kịp, ông bắn xả trước rồi ông qua sau. Dạ. Thì ông bắn nạn thun không à. Trời ơi. Buổi bây giờ mà còn thì còn nham nhở gì trời ơi. Tình trạng như thế này nữa. Ừ. Nghe thật là xót. Với những mà người khác thì mình không biết như thế nào ha. Già nữa. Cô thì dạ. 6 mấy tuổi rồi. 7 mấy rồi, 76. 7 mấy rồi con, 76 rồi con. 76 tuổi trời ơi. Bây giờ con nói 6 mấy tuổi. Đâu có, 76, 76. Gần Tết này nó 77 rồi nè con. Dạ. Dì ba muốn nói gì hay gì ạ? À, muốn nói là ổng ra đây, ổng không dám vậy mà. Ở chổng thì ổng bên ổng đè mình hoài á. Thì có khi mình yếu mình vòng quậy không nổi thì chắc có lẽ bị giờ thì có lẽ ông thủ tiêu mình luôn á. Thủ tiêu mình đang tránh khỏi á. Vậy đó, rồi vì sợ quá ra đây. Vậy đó, chứ gì không muốn ra đây vì thấy tủi thân lắm, mỗi lần mưa là mỗi lần khóc. Khóc. Khóc vì điều gì vậy ba? Khóc điều mình vất vả vậy đó. Mà mình còn bị người ta xô đẩy, mình ta giật mình nữa. Đủ thứ khổ lắm, khóc quá. Trước đây dì ba làm cái công việc gì? Trước đây dì ba đi cắt lúa, đi cấy lúa. Cắt lúa mướn hả? Cắt lúa mướn, đi cấy lúa mướn, đi nhổ cỏ, đi dặm lúa. Mần đủ thứ mà. Dì ba mần đủ thứ à con à. Mần dạ. Không có cái gì mà ta không kêu dì ba mần hết. Dì ba mần, dì ba không có nể công. Dì ba cũng như là dì ba mần thẳng thắn, cái dì ba không có câu giờ. Đó, dì ba không câu giờ với ai hết. Dì ba mần, mấy bà đó phái lắm. Có khi bà kêu lên nghỉ một tiếng đồng hồ, nghỉ ba lần, nghỉ 10 phút 1 phút, mà dì ba có khi không nghỉ nữa đó. Dì ba không cấy hoài, dặm hoài, mấy đứa nó kéo lên mẫu ngồi đi bà ơi, tôi đã thương bà quá mà bà làm gì tôi buồn đó. Nhưng mà mấy ngày nay là tháng này là con của dì ba có gửi tiền về chưa? Chưa, nó đi mặn rồi, nó chưa gửi con ơi. Rồi con dâu của dì ba, rồi cháu nội nữa, thì sửa sùng rồi à. Sống ở một cái nơi như thế này rồi bệnh hoạn gì có tiền bạc gì không? Đâu có tiền bạc gì, bệnh thì đi xuống xã đó mình xin thuốc uống. Còn sữa tả? Sữa tả thì nó mua vậy chứ nó cũng khé quần ta cho quần cũ đó, cái nó lót. Lót cho con nó cái rồi nó giục bỏ. Chứ không phải như con người ta lót tả đồ sung sướng gì đâu. Lót quần áo rách nè, cũng cái có lót... tiền thì cũng có mua tả. Có tiền còn không có tiền thì lót tả quần áo. Có tiền thì vẫn mua đúng không? Có tiền cũng mua. Dạ, mà con muốn hỏi là cái nơi sinh hoạt điện có rồi nè, rồi nước sao? Nước thì xài nước không không đó, uống thì đựng nước mưa uống đó. Đâu ngộ ra trước đi. Dạ, nghe chết. Dạ. Cũng có một cái bịch tả, tại vì dì ba nói là sử dụng tiết kiệm á mọi người. Cô bác của anh chị nắm tay yếu quá. Chuối đó đâu có gì ba? Chuối đó cái cô đó cậu mới để cho đó. Cái gì cũng cho thôi. Bà Út mới cho đó, bà Út mới cắt bà cho đó. Rồi sao nhiều người gặp càng ngày càng éo le vậy anh một đồng bởi vì tao tắm rồi. Tắm nước này là nước hứng nước mưa hả? Nước mưa hứng trong thùng đó là của bà Bảy, bánh cho mượn cái thùng. Dạ. Rồi nhà nước nói cho cái thùng mà tới giờ cũng không cho. Rồi nước? Nước mưa hứng đầy rồi. Hứng ở chỗ nào? Hứng ở trên này nè, hứng xuống nè. Cao su chạy xuống. Cao su chạy xuống cây hứng đó, đổ qua đó. Lấy cái thùng này hứng, đổ qua đó đầy rồi. Đầy nước mưa rồi. Rồi xài nước xong. Tắm nước xong đồ cậu. Rồi ăn uống là nấu ở nước đâu? Nước xong. Nước xong. Đóng đó cậu. Rồi bây giờ đóng. Con lo nhất nè. Ở đây là có hai người phụ nữ, một em bé. Rồi tắm rửa là sao? Tắm rửa thì tắm nước sông không à, đâu dám tắm. Tắm ở chỗ nào? Đó. Chị, tắm chỗ nào? Đó, tắm đó, tắm ngoài đó đó. Tắm dưới sông luôn. Đó, mà ấy đó cậu, quay ra đó đó. Đâu đâu? Đó, ra rồi, đâu? Cậu đi ra đó đó. Đó, nước đó, lóng nước đó, nước lóng đó. Tắm ở đây luôn hả? Trời ơi, đó tắm giữa trời luôn hả? Không hiểu không? Có trồng rau nữa kìa. Dâu tôi nó xách lên nó lóng á. Rồi sao? Tắm cái thùng nước này nè, múc ở dưới sông lóng cặn lên. Nó xách lên nó lóng đó cậu. Lóng rồi tắm rồi đồ phơi ở đây luôn. Tắm phơi đồ nó phơi trời, luôn đó cậu. Trời ơi.
Rồi bây giờ hỏi cái nữa nè, cô bác của anh chị thấy khổ dữ không? Con có hỏi con dâu của dì ba cái ha. Hỏi đi. Chào chị. Chào chị. Em chào chị ha. Cho em đây cái mic cái ha. Chị tên gì? Nó ngọng nghe cậu ơi. Dạ không sao không sao. Nó ngọng nó sợ cậu nghe không được. Chị Hằng hả? Con nghe được. Chị Hằng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 35. 35. Quê có chị Hằng ở đâu? Em ở Cà Đỏ. Sài Gòn. Cà Đỏ Thái Lai á. Cà Đỏ Thái Lai của mình. Con ở Cà Đỏ bên đó cậu. Chị với anh là có nhau mấy người con? Em có một. Có một. Anh là năm nay bao nhiêu? Em 43. 43. Là hay tin mẹ mình bị bệnh rồi chị chồng chị mới kêu chị về đây sống với mẹ. Rồi sống ở đây gì lo lắng gì không? Có nha. Lo gì chị Hằng? Không có nhà ở. Hả? Lo không có nhà đúng không? Tắm rửa rồi mình tắm rửa giữa trời rồi vô trong nhà thai hả? Mẹ khổ lắm. Tắm rửa rồi thai đi luôn hả cưng ơi? Nhà đâu? Nhà cha lên nhà đây vô giống của hôi xa đó không có gì. Khó sao chị Hằng? Có hai con mới nhà, chồng em đi làm. Hả? Chồng em đi làm mà, có hai con mới nhà thôi. Có hai mẹ con ở nhà rồi. Rồi bây giờ là có bé gì, có sữa sồn gì uống không? Có tiền mua sữa gì uống không? Không, sữa nó không à, đủ không đủ thì thôi. Sữa mẹ thôi hả? Ừ, không có mua được sữa đâu cậu ơi, chị đâu mua. Rồi bây giờ là chị còn được bao nhiêu tiền? Dạ. Chị còn được bao nhiêu tiền? Chồng em hỏi em đi, nãy em ở nhà ô 200 ngàn. 200 ngàn. Ô trời ơi. Rồi mấy ngày nay là ăn uống thì sao? Thì ăn uống hết rồi đó. Bình thường vậy đó. Cũng ăn. Có mấy cá rồi, em ăn vậy à? Em hỏi thiệt chị nè, ngày xưa là chị gặp chồng của chị là bao nhiêu năm rồi? Em mới gặp năm nay vậy nè. Tại ổng đi mặn, ổng là hai chồng em quen vậy à? À quen có đám cưới gì không? Dạ không. Rồi khi mà mình biết mẹ chồng mình sống cái cảnh này nè, thì ngày đám cưới thì sao? Dạ không có lắm. Ở cái ngày mà ra mặt đó, đến với nhau á. Vô nữa. Ra mặt xuôi da. Mẹ em nó nhỏ nữa, anh thường em ở luôn à. Nó nhà em nữa. Chưa lên nhà nữa hả? Dạ. À nên là nữ là em tính hỏi chị á, là thấy nhà mẹ chồng là cũng có nhà cửa đàng hoàng mà mẹ chồng của mình sống cảnh gì á. Rồi thành nữ là tính hỏi là đám tiệc sao mà chị nó không có được đám luôn. Thấy gì thấy thương mẹ chồng dữ không? Dạ. Thương sao nói em nghe ơi. Mẹ em nó vô mẹ ông không có, em không nghĩ mẹ chồng em nghĩ mẹ hụt thôi. Ừ. Nhưng mẹ em vậy đó. Em không nghĩ nữa. Mà mẹ nó mất rồi. Mẹ nó mất rồi. Mẹ nó mất lắm rồi. Ừ. Sao mà nói tới cái chị khóc vậy? Hả? Sao nói tới cái chị khóc á? Buồn. Buồn. Ừ sao nói em nghe được không? Nhiều khổ anh ơi. Bây giờ chị có chị có ước muốn gì không chị Hằng? Dạ. Chị có ước muốn gì không? Ước mà cũng không có đâu. Ước có đâu anh ơi. Chị muốn ước gì? Chị nói em nghe. Ước ở nhà hay ở nhà nè. Có bao giờ mình nghĩ được rằng là mình người ta hỗ trợ rồi mình vô trọ mình sống không? Dạ không, hỗ trợ thì đất nhà hay ở nhà. Thì chồng em đi làm vậy thôi. Rồi tiền bạc là chị cứ chồng em dễ vậy thì nhiều hai mẹ sống nhiều thôi, hai mẹ con tự sống thôi. Dạ. Trời ơi bây giờ còn 200 ngàn cuối rồi. Dạ. Ủa, còn tiền không hồi dạ. Nãy nó lần lộn Bùi Hồ nhớ nhầm là gửi 200 ngàn. Dạ. Giờ còn tiền không? Còn mấy chục ngàn rồi mua hồi hổm nè, hai ơi muốn uống hết rồi. 200 đó để uống cà phê thôi. Dạ, đâu mua dạo đâu. Dạo sao? Dạo ở cho không à? Cho tao mới cho tấm dạo à. Mới cho hôm qua 5 ký nữa. Cho qua 5 ký. Anh một đồng thấy sao? Thật ra thì anh thấy mình đi cũng nhiều cái hoàn cảnh, nhưng mà đến cái hoàn cảnh nào cũng thấy thương và thấy khóc. Nhưng mà thương cho chị Hằng một cái là tuy là chưa có cũng như cưới hỏi hay gì đó, nhưng mà biết được chồng, biết phận làm dâu.
về đây cũng làm dâu với ở với bà mẹ chồng, cũng rất là thương mẹ chồng. Thì đó là một cái tình thương cao cả. Bé mấy tuổi rồi? Ôi, mới 2 tháng mấy rồi. 2 tháng mấy rồi. Dạ. Trai hay gái? Trai. Dạ. Ừ, đó. Gặp nhiều người thì chắc có lẽ người ta sẽ chịu không nổi. Tại vì khi về đây nghèo khổ, không có nhà cửa, rồi sống cái cảnh màn trời, gọi là màn trời chiếu đất thật sự. Sống ở trong cái tấm bạc. Giờ hai vợ chồng, hai vợ chồng đi làm. Nếu ở được thì ở, không được thì thôi. Chị nghe tin là mẹ chồng bệnh rồi chị về, rồi còn chồng ở lại làm. Sao không về hai người? Chồng em về rồi, ở đi nữa rồi. Đi rồi, mỗi ngày đến nhà với mẹ em nè. Lúc trước chị lên đó chị làm cái công việc gì? Em làm hồ không mà. Làm hồ. Ở đó vậy làm hồ không mà. Bây giờ cũng còn làm hồ luôn. Dạ. Bây giờ cũng làm hồ. Lúc mà mang thai á thì mấy tháng chị mới nghỉ làm hồ? Em mang thai em không có làm nữa. Phải làm mang thai lúng nhán mà không nổi á. Giờ mình nói lên mạng không à. Em không có làm. Làm hồ bây giờ ở Sài Gòn cái cuộc sống á cũng nói chung là nhiều tiền nhưng mà vất vả và tốn nhiều cái chi phí lắm. Trời ơi, thì tháng uống nửa nước 2 triệu. Hai người phụ nữ mà sống trong cái tấm bạc này cũng khá nguy hiểm anh Một Đồng ha. Đúng rồi. Cô có ước muốn gì không? Giờ muốn sửa lại cái nhà ở chứ. Sửa lại nhà rồi sao ở? Có tiền sống được rồi khỏi cần gì nữa hết cậu ơi. Dạ. Mình đâu có cần cái gì đâu, cần anh em mà giúp đỡ cho mình mà cho mình được có tiền sống được rồi cậu ơi. Dạ. Bây giờ thấy cháu vậy thấy thương dữ không? Thương chứ, cháu không thương gì. Người ta thường nói thương con một táo mà thương cháu thêm một dạ đặng. Người ta thường nói vậy. Thương con sao? Thương con một táo, thương cháu một dạ. Dạ. Thương cháu một dạ là hơn một táo nữa, thêm một táo nữa đó. Dạ. Người ta thường nói vậy. Cô Năm nói chuyện cũng khá là thật thà ha. Thương con dữ lắm á. Ngày hôm nay thì con được bạn con giới thiệu đến đây, cũng như là mọi người ở đây nói về cái hoàn cảnh của cô Năm á. Dạ. Thì con cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Cũng mong là cô Năm cũng sẽ hữu duyên để cố gắng vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Dạ, dạ. Hôm nào cô Năm có thể cho tụi con đi vô nhà cô Năm được không? Bây giờ cho cũng được. Dạ, đấy cũng chiều rồi. Bây giờ con sẽ... Chừng nói xuống là có nó dắt vô à? Gần có dịp con đến đây con gặp cô Năm và thấy cái hoàn cảnh của mình á. Dạ. Cũng khó khăn. Và con cũng không biết nói gì hơn. Cũng mong là cô Năm cố gắng vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Dạ. Nếu đủ duyên thì có thể sửa được ngôi nhà cho nó ấm cúng hơn. Dạ. Cửa nẻo đồ đàng hoàng để cho nó lành lặn hơn. Dạ. Cho cuộc sống của bà cháu có đời đổi khác. Dạ. Bà con đến đây con thay mặt cho chị Lộc Nguyễn ở Úc để cho hoàn cảnh của cô Năm 2 triệu ha. Dạ. Cho bé uống sữa rồi mua đồ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn đội ơn cô kia, đội ơn cô Trển á. Cảm ơn cậu vì cậu còn nhỏ chị cũng con gửi một cái cô cảm ơn con rồi đội ơn con luôn. Thiệt coi bây giờ nghèo khổ thì phải chịu chứ cũng gắng vượt qua khó khăn. Vì không có bệnh trong mình mà đều té hơi nhức cái đầu vậy đó à. Chứ gì té gì cũng không có thất, cũng như không có lẫn, không có lộn gì luôn á. Vì biết cảm ơn những người giúp đỡ cho gì. Còn những người lớn tuổi quá thì gì đôi ơn người đó. Cái gì không bao giờ quên đâu. Thì thề với lòng. Ngày mai mấy giờ dì Năm nấu cơm? À, sáng nó nấu sớm lắm ạ. À. Mấy giờ nấu cơm? Cơm em, nói con. Mấy giờ nấu cơm? Ừ, có giờ, 17 giờ nấu rồi. À, vậy ha. Nấu cơm thì sớm cho tôi ăn dữ lắm. Dạ, ăn cơm là ăn sáng để mà ăn, không có ăn sáng á. Không có ăn sáng. Nên cơm là ăn cơm để thay. Ăn cơm không à. Một lần nữa thì Bùi Hồ cùng và anh Một Đồng cũng chân thành cảm ơn chị Lộc Nguyễn ở Úc đã hỗ trợ cái phần quà 2 triệu này cho hoàn cảnh của cô Năm, cũng như là hỗ trợ cho các bé uống sữa. Mua sữa đồ để nhà cho hai chị ha. Dạ có, chắc có không dạ gì. Mua sữa rồi cho bé nó uống uống dặm thêm ha. Xin nó chân hiền lắm, nó hiền. Cảm ơn tất cả các quý mình vui rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác các chị ở video lúc sau về hoàn cảnh của cô Năm, và anh em mình cũng sẽ ghé quay trở lại thăm ha. Dạ.